Ukraine nói Nga mất 1.320 lính trong ngày, có tin tên lửa tấn công Kharkiv và Hwasong-11 của Triều Tiên. Đến Ukraine, F-16 mới hiểu được thế nào là chiến tranh thực sự. Cầu Crimea bị đe dọa tấn công, Nga cảnh báo quốc gia NATO phải hối hận. Nga đáp trả đanh thép đề xuất nhượng lãnh thổ đổi tài sản bị đóng băng. Nga nói lực lượng Ukraine đang hoảng loạn. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục nóng tại mặt trận Donetsk, đặc biệt là khu vực xung quanh thành phố Avdiivka. Nga tổn thất 1.320 binh sĩ trong ngày qua. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng trong ngày 29 tháng 4, có tổng cộng 131 cuộc giao tranh trên tất cả mặt trận, hơn 120 khu định cư ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Kherson và Mykolaiv bị pháo binh Nga tấn công. Trong ngày, không quân Ukraine tấn công 13 địa điểm tập trung quân Nga. Lực lượng tên lửa Ukraine tấn công một cụm nhân lực và một trạm kiểm soát của đối phương. Ngày qua, lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Nga ở tả ngạn sông Dnipro và 4 cuộc tấn công ở thành phố Odikiv, tỉnh Zaporizhia. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đăng tải video về các hoạt động của Ukraine trong ngày 29 tháng 4. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 29 tháng 4 tiến hành một cuộc tấn công tên lửa, 82 cuộc không kích và 108 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine cũng như các thành phố và làng mạc của Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến cho nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine đưa tin có 4 người chết và 29 người bị thương trong vụ tấn công tên lửa của Nga vào tỉnh Odessa trong ngày 29 tháng 4. Nhiều cơ sở hạ tầng dân sự cũng hư hại sau vụ việc. Trưởng tỉnh Dnipropetrovsk, ông Lastia cho biết quân đội Nga ngày 29 tháng 4 đã pháo kích thành phố Nikopol 2 lần bằng pháo hạng nặng, khiến một ngôi nhà và một đường dây tải điện hư hại. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, chỉ trong ngày 29 tháng 4, có đến 1.320 binh sĩ Nga thiệt mạng và bị thương, nâng tổng số binh sĩ Nga tổn thất ở chiến trường Ukraine lên 467.470. Tên lửa tấn công Kharkiv đến từ Triều Tiên. Ngày 29 tháng 4, dẫn báo cáo của các giám sát viên Liên Hợp Quốc gửi đến Hội đồng Bảo an rằng các mảnh vỡ từ một tên lửa rơi xuống thành phố Kharkiv hôm mùng 2 tháng 1 là từ một tên lửa đạn đạo Triều Tiên. Cụ thể, báo cáo dài 32 trang của các giám sát viên về lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên kết luận rằng các mảnh vỡ thuộc dòng Hwasong-11 và cho biết việc tên lửa xuất hiện ở Ukraine đã vi phạm lệnh cấm vận vũ khí đối với Triều Tiên. Thông tin về quỹ đạo do chính quyền Ukraine cung cấp cho thấy tên lửa được phóng từ lãnh thổ Liên bang Nga. Phái đoàn của Nga và Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc chưa bình luận về thông tin. Nga kiểm soát thêm một làng ở Donetsk. Dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía Đông và phía Tây của Nga ngày 29 tháng 4 đã cải thiện vị trí trên tiền tuyến. Theo đó, nhóm chiến đấu phía Tây đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở Lugansk, khiến đối phương tổn thất 40 binh sĩ, 2 thiết giáp và 3 xe cơ giới. Trong khi đó, nhóm chiến đấu phía Đông khiến Ukraine tổn thất 125 binh sĩ, 3 xe bán tải và 1 khẩu pháo M777 tại Donetsk trong 24 giờ qua. Các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Nam của Nga ngày qua đã loại khỏi vòng chiến 395 binh sĩ Ukraine, phá hủy 3 xe tăng, 4 thiết giáp, 2 xe cơ giới, 1 khẩu pháo M198, 1 khẩu pháo D20 và 1 trạm tác chiến điện tử. Ngày qua, Nga đẩy lùi 10 đợt phản công của Ukraine, khiến đối phương tổn thất tới 370 binh sĩ, chủ yếu ở Donetsk, theo Bộ Quốc phòng Nga. Nhóm chiến đấu của Nga ngày 29 tháng 4 tiến công tại tỉnh Zaporizhia khiến cho Ukraine tổn thất 45 binh sĩ, 2 phương tiện cơ giới và 1 trạm tác chiến điện tử. Trong ngày, lực lượng phòng không Nga bắn hạ 1 tên lửa Uragan và 22 máy bay không người lái của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Trong khi đó, trên lãnh thổ Nga, tỉnh trưởng Belgorod nói rằng Ukraine ngày 28 tháng 4 đã tấn công làng Venestenoka thuộc tỉnh này bằng 10 UAV khiến cho 8 người bị thương. Tỉnh trưởng tỉnh Kursk, ông Domen Stadovoy, cũng báo cáo về các đợt tấn công của Ukraine vào 5 khu định cư của các tỉnh này. Các vụ tấn công làm hư hại 4 ngôi nhà và mất điện ở một số khu vực. Ông Steinberg thăm Kiev đề cập tư cách thành viên NATO đối với Ukraine. Ngày 29 tháng 4, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã đến thủ đô Kiev gặp Tổng thống Ukraine. Ông Zelensky trong bối cảnh tình hình chiến trường ở Ukraine đang xấu đi. Ông Zelensky và ông Stoltenberg đã thảo luận về sự hợp tác quân sự giữa Ukraine và NATO.
Ukraine và NATO đã đạt đến mức quan hệ cao nhất kể từ khi Ukraine giành độc lập, nhưng chưa phải là mức cao nhất có thể. Ông Zelensky cho biết hai bên đã thảo luận về sáng kiến thành lập một quỹ đặc biệt để hỗ trợ tài chính cho quốc phòng Ukraine trị giá 100 tỷ euro trong thời hạn 5 năm. Tại cuộc gặp, ông đã mời ông Zelensky tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO tại Mỹ vào tháng 7 tới. Vị trí chính đáng của Ukraine là trong NATO. Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO. Công việc chúng tôi đang làm hiện nay sẽ đưa các bạn vào con đường không thể đảo ngược để trở thành thành viên NATO. Khi đến thời điểm thích hợp, Ukraine có thể trở thành thành viên NATO ngay lập tức. Từ trước đến nay, F-16 mới chỉ đối đầu với những đối thủ nhẹ ký, chưa gặp phải các hệ thống phòng không tiên tiến như F-400 hay tiêm kích Su-35 Nga. Theo giới chức lãnh đạo Bỉ, chính phủ nước này đã điều chỉnh kế hoạch ban đầu và quyết định cung cấp những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên tới Ukraine ngay trong năm 2024. Trước đó, chính quyền Bruxelles có kế hoạch giao những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên không sớm hơn năm 2025, nhưng do áp lực của Nga ngày càng gia tăng đối với lực lượng vũ trang Ukraine, nước này đã quyết định sửa đổi bản kế hoạch nói trên theo hướng càng nhanh càng tốt. Phát biểu trước giới truyền thông, Thủ tướng Alexander Gross cho biết, "Chúng tôi đã quyết định chuyển toàn bộ phi đội F-16 sang Ukraine trong thời gian trung hạn, nhưng ông không nêu rõ thời điểm cụ thể lô F-16 được bàn giao toàn bộ cho Kiev, mà chỉ cho biết là những chiếc đầu tiên sẽ được chuyển ngay trong năm nay." Một số nguồn tin khác cho biết Bỉ có kế hoạch bàn giao những chiếc tiêm kích F-16 đầu tiên cho Ukraine vào cuối năm 2024. Điều này sẽ cho phép hỗ trợ Kiev đáng kể trong bối cảnh tình hình chiến sự thêm căng thẳng, bởi cuộc tấn công mùa hè của Nga được dự báo sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 tới. Ngoài Bỉ, chính quyền các nước NATO khác là Na Uy, Hà Lan và Đan Mạch cũng có kế hoạch chuyển giao phần lớn phi đội F-16 của mình cho Ukraine trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng không quân, thay thế F-16 bằng phi đội tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35. Theo nguồn tin từ các quan chức NATO, đến cuối năm 2024, lực lượng không quân Ukraine sẽ nhận được tới vài chục tiêm kích hạng nhẹ F-16. Được biết, hai nhóm phi công Ukraine đã đạt được nhiều tiến bộ trong quá trình huấn luyện giai đoạn 2 trên máy bay chiến đấu F-16 ở Mỹ và Đan Mạch, nơi họ đang mài giũa kỹ năng chiến đấu trên không của mình. Song song với đó, việc đào tạo các phi công sơ cấp Ukraine, những người sẽ được huấn luyện các kỹ năng bay ban đầu, đang diễn ra tại Vương quốc Anh. Trước đó, báo chí Anh đưa tin rằng, vào tháng 3 năm 2024, 10 phi công Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện bay sơ cấp tại Vương quốc Anh. Họ đã kết thúc quá trình đào tạo kỹ năng điều khiển máy bay cơ bản, bay bằng thiết bị, điều hướng ở độ cao thấp và bay theo đội hình để chuyển sang huấn luyện thực tế trên tiêm kích F-16. Chiến trường Ukraine không phải toàn màu hồng. Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự phương Tây cảnh báo rằng việc xuất hiện những chiến đấu cơ hiện đại của Mỹ không phải là liều thuốc thần giúp lực lượng vũ trang Ukraine xoay chuyển cục diện chiến sự với Nga. Bầu trời Ukraine sẽ không phải toàn là màu hồng đối với những chiến đấu cơ thế hệ thứ tư của Mỹ, bởi chúng sẽ phải đối đầu với những hệ thống phòng không tiên tiến nhất và những chiến đấu cơ hiện đại hơn của Nga. Hôm 28 tháng 4, Trung tá không quân Mỹ đã nghỉ hưu, cho rằng những chiếc F-16 sẽ lao vào những trận chiến nguy hiểm nhất ở Ukraine. Đây sẽ là cuộc thử nghiệm chính trong lịch sử của chúng. Mặc dù được ca ngợi rất nhiều, những thực tế là trước đây đến nay, F-16 mới chỉ thể hiện trong những cuộc chiến tranh ngắn, đối đầu với những đối thủ có sức mạnh kém xa so với Mỹ hay liên quân phương Tây. Còn ở Ukraine, nó sẽ phải chiến đấu với kịch bản khó khăn nhất. Vị cựu phi công quân sự Mỹ nêu rõ rằng F-16 sẽ chạm trán các hệ thống vũ khí tối tân của Nga như S-300, S-400 và đặc biệt là S-500, những hệ thống tên lửa đất đối không mạnh nhất thế giới, vượt xa sự tưởng tượng của phương Tây. Bên cạnh mối nguy hiểm đến từ mặt đất, F-16 Ukraine còn phải chiến đấu với lực lượng hàng không vũ trụ hùng mạnh của Nga, với những chiến đấu cơ còn mạnh hơn cả F-16 như Su-30SM, Su-35 và cả Su-57. Ngay trong điều kiện thông thường, việc phải đối đầu riêng rẽ với chỉ một vũ khí phòng không hay tiêm kích Nga đã là điều khó khăn, trong khi đó F-16 sẽ phải chiến đấu với cả hai loại này. Đó sẽ là trở ngại lớn đối với việc sử dụng F-16 của lực lượng không quân Ukraine. Theo chuyên gia Mỹ, hệ thống phòng không tốt nhất thế giới và phi đội máy bay tiên tiến của Nga sẽ kết hợp lại tạo thành lưới phòng không tích hợp đa tầng, đa lớp, đa tầm phóng rất đáng tin cậy và mạnh mẽ nhất trên hành tinh, đủ khả năng ngăn chặn những chiếc F-16 Ukraine gần như ngay lập tức sau khi chúng cất cánh từ căn cứ. Cùng với đó, Nga cũng như những tổ hợp tên lửa đất đối đất, không đối đất tầm xa tối tân như tên lửa siêu thanh Kinjak, tên lửa hành trình Kalib, KH-555, KH-101 đủ khả năng phá hủy những chiếc F-16 ngay trên đường băng của căn cứ không quân, dạy cho chúng một bài học về một cuộc chiến tranh hiện đại thực sự trên bầu trời Ukraine.
Quan chức Nga đáp trả gay gắt sau khi đại sứ Lithuania tại Thụy Điển đăng bài viết ám chỉ cầu Crimea sắp bị tấn công. Đại sứ Lithuania tại Thụy Điển đã đăng tải một bài viết trên mạng xã hội ngày 28 tháng 4, trong đó có 3 bức ảnh, một là cầu Crimea của Nga, một hình khác là cảnh vụ phóng tên lửa do Mỹ sản xuất và ảnh thứ 3 cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đang suy ngẫm. Chú thích bên dưới các bức ảnh có nội dung, nếu ai đó chưa có cơ hội chụp ảnh ở cầu Kerch thì vẫn còn thời gian. Phía Nga cho rằng bài viết trên là lời đe dọa ngầm, nhắm mục tiêu vào cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch, nối bán đảo Crimea và đất liền. Ông Polyansky, phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, cảnh báo đại sứ Lekevikios và những người khác có quan điểm tương tự ông rốt cuộc sẽ phải hối hận về tất cả những sai lầm này. Thông điệp của đại sứ Lithuania vốn là quốc gia thành viên của NATO và EU được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan xác nhận Mỹ đã bí mật chuyển giao cho Ukraine một số lượng đáng kể tên lửa với tầm bắn lên tới 300 km. Với bài viết của mình, đại sứ Lekivikios dường như ám chỉ rằng loại vũ khí tầm xa này có thể được sử dụng để tấn công cầu Crimea. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Đức hồi đầu tháng 4, khi được hỏi liệu Kiev có định phá hủy cầu Crimea trong năm nay hay không, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng chúng tôi rất muốn điều đó. Theo người phát ngôn điện Kremlin Peskov, việc các quan chức Ukraine công khai lên tiếng về kế hoạch tấn công cơ sở hạ tầng của Nga một lần nữa chứng minh rằng quyết định của Nga về việc tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine là đúng đắn. Đại sứ Nga tại Mỹ Antonov cho rằng việc chuyển tên lửa tầm xa cho Ukraine là hành động không thể biện minh. Ông nói thêm rằng động thái của Washington làm tăng mối đe dọa đối với an ninh của Crimea, bao gồm Sevastopol, các khu vực mới của Nga và các thành phố khác của Nga. Cầu Crimea được xây dựng từ năm 2016 đến năm 2018 và là tuyến đường bộ và đường sắt duy nhất nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Nga đã sáp nhập Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ vào năm 2022, nhiều quan chức và chỉ huy ở Ukraine đã đe dọa phá hủy cây cầu dài 19 km nối bán đảo Crimea và vùng Kadanoda. Họ cho rằng công trình này rất quan trọng đối với quân đội Nga. Bán đảo Crimea, nơi đặt trụ sở của hạm đội biển đen Nga, gần đây liên tục trở thành mục tiêu bị tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và xuồng không người lái. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tấn công này. Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine tuyên bố Crimea là chìa khóa giúp Nga mở rộng tầm ảnh hưởng ở khu vực. Mặt khác, ông nhấn mạnh việc Ukraine giành lại bán đảo là điều không thể thương lượng. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev tuyên bố Moscow sẽ cân nhắc sử dụng mọi biện pháp bao gồm cả hạt nhân trong trường hợp Crimea bị tấn công. Nga tuyên bố không bao giờ nhượng lại bất kỳ vùng lãnh thổ nào để đổi lấy các tài sản bị đóng băng. Tôi không biết ai đã nói gì, nhưng tài sản không thể được trao đổi để lấy lãnh thổ. Đất đai quê hương của chúng tôi không phải để buôn bán, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova tuyên bố hôm 28 tháng 4. Bà Zakharova cũng nhấn mạnh rằng mọi tài sản của Nga phải được bảo toàn nguyên vẹn, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động đánh cắp nào của phương Tây sẽ bị đáp trả quyết liệt. Nhiều người ở phương Tây đã hiểu điều này, nhưng thật đáng tiếc là không phải ai cũng hiểu, bà Zakharova cho biết thêm. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi một bài báo cho biết Đức đang xem xét khả năng sử dụng tài sản của Nga để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Berlin đã phản đối nỗ lực của Mỹ nhằm tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga và sử dụng chúng để hỗ trợ cho các nhu cầu kinh tế và quân sự của Ukraine. Một trong những lập luận được các quan chức Đức đưa ra là sử dụng số tài sản này của Nga làm đòn bẩy trong bất kỳ cuộc đàm phán nào để chấm dứt chiến tranh. Chiến lược này được cho là sẽ buộc Moscow phải nhượng lại một số vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền. Liên minh châu Âu và các quốc gia G7 khác đã phong tỏa khoảng 300 tỷ đô la Mỹ dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga kể từ khi bắt đầu xung đột Ukraine vào năm 2022. Đầu tháng 4, Mỹ đã thông qua dự luật cho phép Washington tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga và chuyển số tiền thu được cho Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ chỉ nắm giữ khoảng 6 tỷ đô la Mỹ trong tổng số tiền. Washington từ lâu đã thúc đẩy các đồng minh tịch thu tài sản của Nga, nhưng động thái này đã vấp phải sự phản kháng từ một số đồng minh, đặc biệt là Đức. Tuy nhiên, đề xuất sử dụng tài sản của Nga như một quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán trong tương lai chỉ là một trong lý do của Đức. Đức chủ yếu lo ngại động thái này có thể tạo ra tiền lệ, dẫn đến các yêu cầu bồi thường lịch sử liên quan tới Đức quốc xã trước đây.
Berlin đang phải đối mặt với những yêu cầu như vậy từ Ba Lan, quốc gia đang yêu cầu bồi thường 1,3 nghìn tỷ đô la Mỹ để kể từ năm 2022. Hy Lạp đã yêu cầu hơn 300 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019. Trong khi ở Italy, các tòa án thậm chí còn được cho là đã cố gắng tịch thu tài sản nhà nước của Đức để tài trợ cho việc bồi thường cho con cháu các nạn nhân của Đức quốc xã. Chính phủ Đức cho đến nay đã bác bỏ những yêu cầu đó, cho rằng luật pháp quốc tế cấm các cá nhân đưa ra yêu sách chống lại quốc gia tại tòa án nước ngoài và tài sản của nhà nước không bị tịch thu. Việc tịch thu tài sản của Nga sẽ bị vi phạm nguyên tắc này và làm suy yếu đáng kể vị thế pháp lý của Berlin. Điện Kremlin cho rằng lực lượng của Ukraine ở tiền tuyến đang ngày càng hoảng loạn trong bối cảnh Moscow giành được những bước tiến chiến thuật. Về phía Ukraine, sự hoảng loạn đang gia tăng ở tiền tuyến, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov ngày 28 tháng 4 cho biết. Ông Peskov nói thêm, đây là thông tin trực tiếp cho thấy ở phía Ukraine, sự hoảng loạn đang gia tăng. Điều rất quan trọng đối với chúng tôi bây giờ là duy trì động lực này, không được dừng lại và tiếp tục hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nói rằng số phận của Tổng thống Ukraine Zelensky đã được quyết định. Đối với tôi, có vẻ như số phận của ông Zelensky chắc chắn đã được định đoạt và sẽ sớm đến lúc nhiều người, kể cả ở Ukraine, sẽ đặt câu hỏi về tính hợp pháp của ông ấy. Ông Peskov bình luận. Hôm 29 tháng 3, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rằng Moscow có thể không công nhận ông Zelensky là nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 21 tháng 5 tới. Bầu cử Tổng thống Ukraine sẽ lẽ ra phải được tổ chức vào ngày 31 tháng 3. Tuy nhiên, Ukraine quyết định hoãn bầu cử do thiết quân luật và tổng động viên. Ông Zelensky cho rằng hiện giờ không phải lúc thích hợp để bầu cử. Những bình luận của Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh Nga tăng tần suất tấn công nhằm giành những bước tiến quan trọng trước khi phương Tây chuyển thêm vũ khí cho Ukraine. Tổng tư lệnh Ukraine ngày 28 tháng 4 xác nhận Ukraine bị áp đảo đã phải rút lui về các vị trí mới ở phía tây ba ngôi làng ở mặt trận miền đông, nơi Nga đang tập trung đáng kể lực lượng ở một số địa điểm. Các ngôi làng này gồm Berdychi, Semenika ở phía bắc Adika và Novomikhailika ở phía nam Marinka. Ông cho biết thêm, các lữ đoàn sau khi được dưỡng quân đã được điều động đến các khu vực này để thay thế những đơn vị cũ. Ông cũng nói rằng thành phố Chasovia và làng Ivanitsky ở đông bắc hiện nay là những điểm nóng nhất trên chiến trường. Nga được cho là đã dồn hàng nghìn quân đến Chasovia nhằm mục tiêu kiểm soát thành phố này trước ngày 9 tháng 5. Tình hình ở mặt trận đã trở nên tồi tệ hơn, ông Tsikiki chia sẻ trên Telegram. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cảnh báo Nga có thể giành được những bước tiến chiến thuật trong thời gian Ukraine chờ thêm viện trợ từ Mỹ. Mặc dù vậy, Nga khó giành được những bước tiến mang tính đột phá. Các lực lượng Ukraine được trang bị tốt có thể sẽ ngăn chặn Nga giành bước tiến đáng kể trong cuộc phản công mùa hè tiềm tàng. Mặc dù vậy, Nga vẫn sẽ tận dụng những lợi thế để gây ra mối đe dọa đáng kể cho Ukraine vào mùa hè này. Tổng thống Zelensky hôm qua tiếp tục hối thúc các đồng minh, đối tác phương Tây đẩy nhanh tiến độ bàn giao vũ khí cho Kiev để làm gián đoạn các kế hoạch của Moscow. Đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!